Thì đây là một cái form lịch mà tôi đã chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị thì khá là lâu, nhưng bây giờ mà đã có form sẵn này thì tôi share luôn cho các bạn. Các bạn có thể dùng cái mẫu này để cho các bạn chỉnh đi một chút. Liệu thời gian là quan trọng nhất. Nếu mà không nói rõ thời gian thì người tham gia họ có thể đến nhầm ngày hoặc là đến muộn. Hotline, tất cả những anh em ở trong ban tổ chức thì các bạn cần phải ghi tên vào đây. Địa điểm đón đoàn đi xe chung cần ghi vào đây, bôi vàng cái phần thời gian. Nếu mà xe có thể đón dọc đường thì các bạn nên nói rõ để cho anh em tiện, không phải chạy đi chạy lại. Thời tiết phải dự toán chi tiết, có số người sợ lạnh chẳng hạn, nếu mà thời tiết dự toán hôm đó mà nó không được ấm áp thì các bạn cũng nên ghi vào đây. Đấy. Chi phí dự toán tất nhiên là không thể nào mà lúc nào cũng đúng được, nhưng chúng ta cần phải có một cái dự thảo về chi phí để anh em cùng nhau chia tiền. Các bạn biết là nếu mà anh em thấy ban tổ chức không minh bạch về tiền bạc hoặc là chi phí tổ chức quá cao so với bình thường thì chắc chắn lần sau họ sẽ không bao giờ đi cả. Về phân công, trường hợp mà bạn cần nhờ ai làm việc gì thì các bạn nên nói rõ ra đây, đừng ngại. Nếu bạn truyền làm cái việc gì, anh giao làm cái việc gì thì đi vào đây. Lộ trình xe đưa đón, cái này đối với những bạn nào mà muốn đón xe pick up dọc đường thì các bạn nên ghi vào đây để giúp cho người ta có cái hình dung rõ nhất là họ phải chờ ở đâu. Danh sách team, cái này cũng rất quan trọng. Bất kỳ ai có cái danh sách team này, ví dụ trường hợp họ lạc đường chẳng hạn, thì họ có thể gọi điện cho từng thành viên ở đây để yêu cầu hỗ trợ, đúng không? Có các phương án bơi. Đối với một số các cái điểm bơi mà đơn giản ấy, thì chúng ta chỉ cần một phương án thôi. Còn đối với những cái trường hợp mà chúng ta bơi ở những cái điểm phức tạp thì chúng ta cần phải nghĩ ra nhiều phương án để chuẩn bị. Ví dụ như phương án thứ nhất, nếu mà không cập được bến thì chúng ta sẽ chuyển sang làm như thế nào, hoặc là chỗ này mà nước bẩn thì chúng ta chuyển sang chỗ khác là làm sao. Thì lần vừa rồi chúng tôi có đi chùa Hương bơi ở suối Yến, thì đây là một cái địa điểm hết sức nhạy cảm, có nhiều chùa chiền ở đấy thì người ta hay sợ là vi phạm những cái tâm linh. Chưa kể là ban tổ chức thì có thể là có những cái biển cấm bơi. Thế nhưng mà thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể chọn những cái địa điểm mà chúng ta có thể bơi một cách hết sức tự nhiên, không bị cấm và được tham quan những điểm rất là đẹp. Thì các bạn thấy tôi có phương án 1, phương án 2, phương án 3. Phương án nào ấy thì các bạn cũng phải chụp ảnh Google Maps và vẽ cái hướng bơi. Thì để mà làm được việc đấy, các bạn dùng một cái phần mềm có tên là Sketch App. Để tôi chuyển qua Google Maps nhé. Ví dụ như là ở đây đi, ở đây nhé. Thế thì chúng ta sẽ vẽ tuyến đường này. Đấy, tôi vẽ lại cho các bạn coi nhé. Không này. Ta vẽ xong cái tuyến đường này đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái vụ kế tiếp này. Chúng ta hãy cố gắng là chỉnh cái tuyến đường đừng có vòng vèo quá. Thông thường các vận động viên sẽ thích bơi thẳng chứ không ai thích ngoắt ngoéo cả. Đấy. Và đi qua những cái điểm mốc, ví dụ như là đây có hai đảo. Okay. Tuyến đường này là 3,5 km là vừa phải. Nếu mà ngắn hơn được nữa thì càng tốt. Tôi cũng không thích bơi dài, vì bơi dài sẽ có nhiều anh em họ không đi được. Capture màn hình nhé, dùng phần mềm Sketch capture màn hình này. Các bạn nhớ phần mềm Sketch nhé. Sau đó các bạn dùng mũi tên này vẽ tuyến này. Chiu, chiu, chiu. Đấy. Thì mọi người sẽ biết là chúng ta sẽ phải đi bơi như thế nào.
rất là rõ đúng không? Mọi người càng hình dung tốt về tuyến đường sẽ bơi ấy, thì họ sẽ càng tự tin và không bị hốt hoảng. Chưa kể là họ định hướng sẽ tốt hơn và hiệu suất bơi cũng sẽ cao hơn. Họ sẽ tự xử lý được những cái trường hợp đặc biệt. Ok. Rồi. Sau đó bạn capture, copy image capture trong file Word là xong. Như trường hợp này, các bạn nên có những cái mô tả ở đây để cho anh em nắm được. Ví dụ trường hợp này, nếu bơi ở đây ấy, là mình phải đi bộ này, bỏ đồ vào túi cao su này. Nếu bơi ở đây thì xe phải đi vào tỉnh lộ 74 này. Lúc này các bạn sẽ phải soi đường rất là kỹ. Các bạn nếu mà các bạn muốn tổ chức tốt thì các bạn phải hình dung càng chi tiết bao nhiêu càng tốt về cái địa điểm các bạn sẽ đến, về tuyến đường các bạn sẽ qua, chứ các bạn không thể nào làm một cách hời hợt được. Đấy. Đây là thuyền quay phim đi từ đâu này. Đây, đến chùa Thanh Sơn nhá. Đây. Hôm qua rất là may mắn là tôi đã chọn phương án 3 là phương án cuối cùng. Phương án này là phương án vất vả nhất và khó nhất, thì hóa ra là anh em lại phải theo phương án này, bởi vì là việc mà xin bơi ở ban quản lý chùa Hương là không thể. Chúng tôi đi dọc cái bờ kè của đối diện ngang với chùa Thanh Sơn, đi vào con lạch nhỏ này xong đi xuyên qua đây thì mới bơi được. Đấy. Trên trên Google ấy, thì các bạn có thể search image về cái vùng các bạn đang đến để mọi người có thể hình dung ra các địa điểm quan trọng ở trên cái hồ, cái sông mà họ sẽ bơi. Đấy. Việc mà giúp thành viên hình dung ra được cái địa điểm họ sẽ bơi rất là quan trọng để họ có thể lấy các cái điểm đó để làm tiêu điểm để họ xác định vị trí. Đấy. À, thì tôi đã ghi rất chi tiết. Hôm qua có một cái điểm là cái cầu cầu Hội, thì tôi cũng capture màn hình vào đây, là anh em đến đây nhìn thấy cầu Hội quá thân quen, hay là bến Trò, đi một đoạn rất xa không nhận ra đâu là cái bến mình cần cập vào, nhưng nếu mà mình có vẽ cái hình trên bản đồ ra và ảnh của nó thì mọi người hình dung ra được rất tốt và mọi người biết lượng sức mình. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là tôi vẽ cự ly nào là có con số rất cụ thể, và đây là những cái điểm nhận dạng nó trên bản đồ. Đấy. Thì ở câu lạc bộ của chúng ta ấy, thì có một số anh em rất là nhiệt tình, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Để khi mà các bạn tổ chức ấy, các bạn nên gọi anh em đấy, thì anh em này sẽ giúp các bạn. Đầu tiên là anh Thơ sáng lập ra câu lạc bộ, anh Thơ cũng có nhiều kinh nghiệm bơi đường trường, quan hệ cũng rất rộng. Có anh Đậu Quốc Toàn, Đậu Quốc Toàn, không biết là Đậu Quốc Toàn, xem định anh Toàn đâu nhỉ? Đây, anh Toàn, anh Đậu Quốc Toàn này rất trẻ, rất nhiệt tình và anh ta cũng có nhiều các cái đóng góp trong các cái sự kiện tổ chức. Anh Nguyễn Đăng Khoa ở câu lạc bộ bơi Thái Nguyên, anh Khoa rất khỏe, anh đi chơi xe đạp rồi là các thứ, anh Khoa như cũng là giáo viên dạy bơi đấy mà. Thì anh Khoa tổ chức vừa đợt vừa rồi có hồ bơi hồ Núi Cốc rất là thành công, phải đến 100 vận động viên. Anh Đào Viết Hưng đoàn bơi Bắc Giang, anh Hưng này thì cũng bơi tuyệt vời luôn, bơi rất nhanh và anh Hưng rất nhiệt tình, có những cái điểm bơi xa anh Hưng vẫn có thể đến được. Anh Nguyễn Anh Giao, anh Giao này thì bơi rất giỏi, người Hà Nội, thế thì anh Giao cũng có thể giúp tổ chức. Nói chung anh Giao là giám đốc của một công ty xử lý nước thải, nên là anh Giao cũng có khả năng tổ chức rất là tốt. Trong miền Nam thì có anh Nguyễn Hồng Giang. Chúng ta sẽ có một cơ hội nào đó vào Nam bơi giao lưu với anh Giang. Anh Tùng NT, anh Tùng NT biết bơi từ rất bé. Thì anh Tùng NT này cũng đi nhiều, biết nhiều, thì anh Tùng có thể giúp chúng ta tham gia việc tổ chức. Vậy còn anh nào được không nhỉ? Anh Khiu này cũng rất là hay. Anh Khiu bơi đường trường rất tốt, thì anh Khiu cũng là một người mà có thể tham gia vào việc tổ chức. Đây có bạn Trang, huấn luyện viên dạy bơi, nhưng bạn Trang này rất ít khi bơi vào ngày cuối tuần vì bạn phải đi dạy. Có anh Truyền này thì bạn của Phương Anh sẽ hướng dẫn, à xin lỗi,
sẽ giúp mọi người là quay phim. Anh Truyền có một đặc điểm là anh rất thích ngồi trên thuyền và quay phim, những thước phim anh quay để rất sống động và đẹp. Đấy. Có chị Phương Anh cũng nhiệt tình và tham gia nhiều hoạt động. Thì chị Phương Anh này tiếng Anh rất là giỏi, vậy nên những khâu viết lách tiếng Anh đối ngoại có thể khi chị Phương Anh này rất tốt. Chị Phương Anh một trong những vận động viên nữ hiếm hoi của câu lạc bộ, tham gia gần như đầy đủ các buổi bơi. Đấy, tạm thời là có mấy nhân vật quan trọng mà các bạn có thể kêu gọi vào trong ban tổ chức. Các bạn đừng ngại, họ nhận được lời mời các bạn, tôi tin là họ cũng sẽ nhiệt tình tham gia. À, và cả tôi nữa, nếu mà các bạn cần tôi góp ý kiến hoặc là kinh nghiệm gì thì các bạn cứ bảo tôi cũng sẵn sàng thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần tổ chức bơi tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.